Chào bạn. Chào cô. Bạn tên là gì? Tôi tên là Trí Thành. Trí Thành mấy tuổi? Tôi 9 tuổi. Trí Thành học lớp mấy? Trí Thành thích ăn gì? Tôi thích ăn bánh bèo. Bánh bèo is small rice cake with top. Bánh bèo with shrimp and green onion. We eat bánh bèo with fish sauce. Bánh bèo is popular in Vietnam. Food Huế, a city in control of Vietnam.